Em xin chào các anh các chị nhà ta. Hôm nay được sự nhất trí của chị chủ tịch Trần Thêu và nhà sáng lập Trần Út cho phép em nhóm nhà ma Thoát Huế và chị Thúy Dương Trung Việt lên sóng giao lưu cùng với câu lạc bộ nhà ta. Em Thoát Huế không biết nói gì hơn hết là xin chúc chị chủ tịch và karaoke bác cùng các cháu hành quân cùng tất cả các anh chị. Ban quản trị viên, các thành viên sang tháng mới, tuần mới có nhiều sức khỏe và rất là mong các anh các chị nhà ta bớt chút thời gian và ngọc nhiệt tình vào cổ vũ cho nhóm em Thoát Huế và chị Dương ạ. Sau đây nhóm em Thoát Huế xin gửi tới các anh các chị nhà ta mở đầu bài bác cùng chúng cháu hành quân. Xin chào cả nhà nhé. Đêm say lay người cảnh xa mặt trận, chung chung vẫn muốn tiến bước theo con đường lối ta. Lỡ ngàn hoa chiến công ta sớm lên người, lần lên tơ vàng và điểm tin chiến thắng người. Cờ sao quê thắng là bóng đất son sang đường châu đi. Khi ta đi giải phóng miền Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.